Hello everyone, especially student in grade 11. So now I want to teach you about English grade 9. So you must be have English book, English for Cambodia all together. So today, con sát tiếng Anh này, là ní cứ là kêu chẳng bằng hai con tiếng Anh này. Nó không chỉ phổ English books grade 9 chẳng mình đây ta là cụ trong một hai bộ bộ đọc nó không chỉ phổ English for Cambodia bỏ dân nó không xâm rạp sử phổ tì pram chẳng bộ bộ ai bác sử phổ bộ 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 là ní bộ bộ ai ruột sử phổ bộ bộ sử phổ nạ tì đập mùi tiếng Anh suppose sang để tạo đi đập mũi nữa, bốn ai dọc mỏng nữa. Ok, hay ní cứ chỉ lược đập vốn đấy, để nhóm bàn phần lật nơi video này lãng. Đồng bày chỉ chùm nuôi cho đó côn sắc dưỡng để quạt ọt bàn riêng chẳng hết á. Chẳng cứ lấy ní dưỡng bằng riêng tam online, chẳng cứ nhóm bàn phần lật nơi clip video này lãng hay nhóm xứng không tha person mà miền ca khóc chuông ấy cứ so mà chia sẻ vì sao là luật sát ra cha từng học này nữa đây xa tại clip video này cứ nhóm tập tại nâng riêng phần lật chỉ lực tìm mùi nữa chẳng nhóm kết hợp hai chia vì ai miền nơi cầm học chuông khá ok ta lỡ dương đâm bay cầm ai dư dư bốn bốn học này bốn bốn ai dục sư phâu phía sau ông lấy bọc bốn bốn cứ English for Cambodia grade 9 sư phụ ông lê xâm rạp Campuchia sư phụ tì pram bốn bốn ai dục mó hay bốn bốn bạc tờ can chapter 8 nơi chùm phụ tì pram bay bốn bốn bạc nơi chùm phụ tì pram bay tớ hay nơi khăn ông chùm phụ tì pram bay này cứ dân riêng nằm bì favorite favorite cứ mình đi thật tẹt trong chùm mùi nâng chùm nóng chùm nối chất bao giờ hay là không merin đấy cứ khi nhận bằng hai là không unit one merin thì mỗi cứ cái đặt thà three favorite chấm nón chấm đôi chất chấm đôi bảy chén chấm nón chưa là không merin thì mỗi này nhé tao lấy dương từ học này lấy dương cho từ đó section A từ học này chén cho từ đó section A bốn bốn khởi miền number one number two number three chén miền này chấm đôi lệch mỗi lệch pí hai nâng chùm đoạn lịch bày tỏa lỡ dương mơ chùm đoạn lịch mũi cái chân ở dương thua dương bày đáy phôn phôn tăng ọc nghĩa kêu dương talk about the picture yeah, talk about the picture miên này tha cái chân ở dương dễ tẹt tôn chùm mùi nâng rụp hiệp nâng yeah. Năm bộ thú kêu dương read the story chẳng cứ chùm đoạn tí pin kêu dương án át tập mọt bao dương nơi khẳng khảo nghĩa tỏa number three ask and answer the question chúng chúng nói tí bấy cứ khi ở dân su hai nâng chlai nâng xung đuôi tình ổn này write the answer in your notebooks hai nâng sử xê chùm lái đạn nâng nâng sử bỏ nè ok lời chi chùm hiên tầm bốn cứ nhóm chăng bằng hai nhóm bốn tẹt tôn chùm mùi nâng rụp hiệp nè tả lời nhóm bác cao chi xung đuôi nâng bấy su bỏ bốn bốn nâng ổn nè ok how many picture are there yeah everyone how many picture are there who can answer this chứng nè tầng ọc ní ta nơi khăn nông rụp hiệp ní miên nơi khăn nông ní miên rụp hiệp chùm nguồn bà màn chứng phần vốn ai chả lời mắc dạ rụp hiệp chả lời phần vốn ai dễ tha there are two picture yeah. Tỏ nào you look at picture one all together lời ní dân kỳ lệch mơ rụp hiệp tìm mùi tầng ọc ní mắc what can you see in picture one what can you see in picture one bốn bốn ná ai chạy bàn ok cứ dừng ai chạy thả I can see television yeah, two people curtains and picture chắc mình này ta dừng ai khơi tu rụt tu ai khơi mình đục bình nế ai khơi vàng nốn hay nâng ai khơi rụp hiệp ok everyone now you look at picture two sự đây này đọc nha lời ní dương cho cái lệch mơ rụp hiệp tì mà đòn what can you see in picture 2
Yeah, who can answer this question? Ta ta na na ai chlai nei samnu ni ban. Yeah, there are two people. Yeah, there are two people in picture 2. Who are they? Who are they? Ta pu ke chin na na ke. They are actor and actress. Yeah, pu ke ku chi salapa ko hai ning salapa karani. Okay, lần này bọn bọn ở đây bắt đầu bị lực rù bàn xuống nơi xung đuôi đi. Tức là bọn bọn hỏi. Lần này bọn bọn ở đây là dân chủ đoàn chùm nội tìm bí ở dân read the story. Read the story này mình này thả an rừng. Nhưng chân nông ca read the story này cứ lực rù nâng an ở bọn bọn ở đây sắp hay nâng bọ prai. Chân xử mẹp bị mùi nà đà kịch tháp tù bá cứ khu nâng bọ prai. Hay xử mẹp ca an này đã cứ khu an mùi mùi thế hay nâng bỏ prai nơi bia cần đưa khắc khắc chung phục xâm rạp ôn tôn tương ọc nìa. Tỏ lời dương mơ là tập bọt dương tương ọc nìa, mơ story dương tương ọc nìa. Chân người ta thân, last night, Monica and Mai stayed at home and watched their favorite films. The Princess. Chân khu prai mơ bà dục nâng nè. Chẳng mình nên thật là sáng nay ca bị giúp mình, Monica hơi nâng mái. Quát bàn stay sẵn nơi, quát bàn sẵn nơi bà tía. Hơi nâng mơ sai phiếp dân đại quát chủ chật. The Princess, rương mà chắc sạch trầy. It was about an Indian princess who was suffering from the summer heat. Week was so hot that her gold jewelry burn her skin. Yeah. Tỏ lại này cứ lực hữu nâng bọc rai ná. Vì nâng cứ nì dì ông bì mà chắc sạch trầy chun chít ảnh điềm nè. Mà chắc sạch trầy chun chít ảnh điềm nè. Hù bì nì cứ dương prai thạp đài lạc rù ấy bì đào tù chìa rì đạt thiêu khó ná. Who was suffering. Yeah, biết suffering nì mì nì tha tà tù ruông nơi ca chư chắp. Yeah. Who was suffering from summer heat. Nhưng mà summer heat này mình cầm đào thế ngày nè. Đại quả nó cứ cầm bông tay từ tù ruộng nơi ca chư cháp bị cầm đào thế ngày. We was so hot that her gold jewelry burn her skin. Chẳng quý vị này phải thật đài là nó đài cầm đào, đài viên miên cầm đào kháng. Đài là cường ở lãng ca rồi bà quả nó bàn thua ơi rồi liệt từ căn sức bài rồi bà quả. Chẳng bị bờn ấy, nhưng bà ta rửa liệt, skin ấy mình nên thật bài nhé. Đại cường ở làng ca mình nó vừa ở rửa liệt, từ đó sẽ bài được bà con. One hot day, while she was lying in her bath, which was in the shape of a seashell, she dreamed yet again about her palace up in the cool mountain. Tỏ khả lại này cứ dương bà ta bài nhé. Chẳng những chấp ràm prai bị cái này one hot day này thế. Chẳng one hot day mình nên thấy nơi ở đâu cả ngay đó cái đàn muối. Nơm lòng bê đàn niên cầm bông tại đây. Yeah, was lying. Mình nên cầm bông tại đây. In her bus, nơi khả nông an tức ra bỏ niên. Week was in the shape of the seashell. Week nó prai thật đài. Đài viên miên riêng đồ chìa chong samot, yeah, seashell. Seashell ni mean ta chong samot. She dreamed yet again about her palace up in the cool mountain. Chang niang ban, yeah, dream ni mean ta ban suban. Chang niang ban suban ma dong tiet ompi palace ni mean ta barom preah barom rich wang. Ompi preah barom rich wang robas niang da sthat neu khang lue phnom đo trở chạy mùi, yeah, cool mountain, nôm đo trở chạy mùi. The journey across the desert was long and dangerous, but she decided there was just no alternatives. Okay, lời dương mơ journey ní mình đi thả ca thua đầm nà across, dương nâng ấy cứ chlong cạp. Chẳng lấy ní kìm cho prai chạp bì kìa lấy the journey ní tờ ná. Chẳng cắt vừa đầm nào ở chlong cắt nơi viêng sạch, desert, viêng sạch.
Walk long ấy mình nên walk long cứ vì miền chìm ngay vén chìm ngay and dangerous hai đường miền cứ thân nặng khăng but she decided there was no alternative vận tải niềng bàn sầm ra chật tha vì mình miền chìm rớt nụ tê yeah alternatives alternative này mình nên sầm đồng bị thay choice bài thay chìm rớt nè no alternative tới chỉ ở chấm rơ that was just no alternative mình nói hai vì mình miên chấm rơ nó tệ tập to tiền nhưng chưa đọc paragraph mới tiền paragraph 2 ok on the third day yeah on the third day the princess was lying on her favorite horse when she was caught in a terrible sandstorm yeah ta lấy những prai chấp bị cái lại on the third day tới tới chương on the third day miền nơi thứ ngày thứ bảy the princess was lying chương mà chắc sẽ train nước quạt the princess was traveling miền nơi mà chắc sẽ train nước quạt có bông tai thua đầm ná on her favorite horse chỉ mỗi nâng xe đại quạt sờ lạnh when she was caught in a terrible sandstorm when bên này phải thằng nó bên nó niêng ban chọp kèng, yeah, caught. Nếu bạn chọp kèng, rồi có bạn chập đòi chút đỏ cọp mùi. Yeah. Sandstorm thì mình là chút sạch, yeah. Chút sạch, terrible, đây là cọp. Chẳng chọp nơi khả năng chút sạch đỏ cọp mùi. 4 hours, she couldn't see and when the storm finished, she was lost. Tỏ lỡ dân chập đàm prai vì cái lệnh 4 mà nó. Chẳng 4 hours này mình nói thật ở dạp bê chỉ tràn màu. She couldn't see. Chẳng nếng cứ mình ai mơ khơi như vậy nước tề. And when the storm finished, hai nửa bê đại chút nước ban bình chóp. She was lost. Was lost này mình nói thật vùng vệnh. Nếng có ban chạp tam vùng vệnh. She was trying to find her way when she met some soldiers who stop her. Yeah, chẳng lại ní dừng mình này thân nó bê đà niên chi yếm was lying nó bê đà niên chi yếm nằm bây xoay rô plơ rô bỏ niên nó bê nó niên có bàn chụp chì mùi nâng soldier ní mình này tì hiền bàn chụp chì mùi nâng tì hiền khlạc khlạc who stop her đài là phụ kê nó bàn khọt niên as they were talking her into the city. The ruler saw her from the window and sent her and sent for her. Đó, lấy dân mơ as ni mi ne no pe dai na. Chăng no pe dai pu ke ye no pe da pu ke nung kompong tae nigei chmuoy nieng in their city no knong ti krong robos pu ke na. The ruler chăng pu amat no ban khoeng nghe ban khơi niếng vì bằng ui rồi bọc phụ kế hai cơ bản bình chun niếng hai cơ bản bình chun niếng tử. Ok, when the princess explained who she was, the prince invite her to stay with him in his palace. Nhìn chẳng dương prai chấp bị lại quen đi tới chẳng là bê đai mà chắc sẽ trái nữa ban bình dô tha niềng nó cứ ok ban bây giờ tham niềng nó cứ chia nền nào mà nhé đại bà ông mà cha in princess miền này tập ông mà cha đại bà ông mà cha nó ban anh chơi niềng đâm bay ở sân nơi chỉ mùi quát nơi con ông bà ông đi chơi về then several years later he took her to her palace up in the mountains chẳng lại ní then miền này bắt tọa mỏng rồi còn còi một chẳng còi một tiết ở nhà chỉ tràn ngay cái lòng Phật tới niềng nó cơ mà quạt nó cơ mà dược niềng từ căn bệ bà rồng để chuyển vàng bạc quạt nơi hàng lừa phật nộm a year later they got married mùi năm còi một tiết phụ kế cơ mà rịp cả yeah tập tỏ tiền đấy chính cái đã tha the film remind chính bị remind mình đây tha rụm lực nó bây giờ dùng một time ID tới chỉ reminded, the film
reminded Monica and Mai of their holiday in Nepal. Chẳng là nếu mình đây tha sai phim dân này cứ ban rùm lực Monica hai nâng mái ông bì ngay vi sử mạng ca rồi bỏ kế nâng nâng bởi tên Nepal. When they had walked together in the Himalaya, chẳng quen nếu mình nộp bê lái, nộp bê đại phụ kế nâng cứ ban đa chùm mùi kia nâng nâng nông Himalaya. That was my favorite holidays. Đại nữ cư chìa ngay vi sử mạng ca lực nhầm chỗ chật. Set my, ban này dây đầm mai. Let's go there again. Tắt dương tự can tin được mà đòn tiền. Ok, bọn bọn tổng ọc này là ní cư tẹt toàn chùm mùi nâng ca an nơi story ní cư khủ án hay nâng bọ prai ở bọn bọn hỏi ná. Hay bật sân chìa chùm nọt mùi na đại bọn ọt chép bọn bọn ai chạc hà vì xa khỏi tí tết. Chẳng bọn bọn nâng ai dù lấy ná. Hay bật sân chìa bọn bọn mơ kha hay nơi tầm dù tiết bọn bọn ai comment xu lực khủ bàn ná. Ta lỡ dương bật tòa bì dương an rương ní hai là ní kì cứ nơi chúng ta ní kì chọn ai bọn bọn nâng chá lai nơi xùm đùa tàng phạm đi. Ta lỡ ok dương kì lệch mơ rụp hiệp đi. Bần tay môn nâng chưa đo sorry dương kì lệch mơ nơi xùm đùa tàng on đi. Ta how many picture are there everyone? Yeah, how many picture are there everyone? Cứ kìm chọn xù tha ta miên sorry how many question are there nè ta miên xùm đùa bần màn. Ta lỡ bốn bốn mớ, miên xùm đồ bốn mát nó không thang khá rộng nè. Yeah, there are five questions, chẳng cứ miên xùm đồ chùm đồn bạm. Ta lỡ dương look at question one, dương cơ lệch mơ xùm đồ tìm mùi, kì xù dương thang bạch. Chẳng xùm đồ tìm mùi, kì xù ta, why did the princess jewelry burn her skin? Chẳng miên này ta hát ấy ban chi krương ở lãng ca rồi bỏ một chất sợ trái nốt. Phở ai rồi liệt bài bỏ quạt. Chẳng mùa hát ấy. Chẳng phụt bộ ngọt này dân an át bọt được hẳn lỡ. Dân đăng ấy mùa hát để phở ai cường ở làng ca nó vì phở ai rồi liệt bài bỏ quạt đôi xa tại ấy. Chẳng phụt bộ xa bọn an xin tới. Rồi chúng nói tiếp đi. Khi xưa ta why was she lying in her bath do you think? Chẳng lấy những bài do you think muốn. Ta nẹ kịch thà hai đấy ban chỉ niềng nước định nơi con ông an tực là bỏ niềng, vậy chẳng hai đấy ban chỉ quát định nơi con ông an tực bỏ niềng mới ta vẫn đang mua là hai ọt, vậy phun phun ai an ắt bật khẳng lời thì tới phun phun ai đằng ngày nữa, ta chưa đo chúng nói tỷ bay cái đó là how did she got lost in the desert, vậy how did she got lost in the desert mình này ta hai đấy ban chỉ niềng nước vùng quê nơi con ông ở việc sạch. Rồi có ta niếm một vệ nực nông việc sách đòi được biệt nà. Chẳng dừng mơ ạch bọt hàng lớn. Ta mùi là hai đế ban chỉ niếm vệ nực nông việc sách nâng. Ta number 4. What are the three favorite? What are the three favorite? Ta chùm nông chùm nô chất chùm nô bay rồi bỏ qua nâng cư ấy. Chẳng quay tới đây chỉ chùm nông chùm nô chất bỏ qua thằng bay nâng cư ấy kì. Ta chùm nô tiếp ràm. Khi xưa ta, why did Monica and Mai like the film so much? Do you sing? Chẳng nhưng phải do you sing mình nhé. Ta nẹ kết hạ hạt ấy ban chi Monica hơi nâng Mai nâng cho chất sai phim dân khẳng. Chẳng mù là hạt ấy. Ok, lời ní bốn bốn ở ọc ní lời dương xa là bọn an nư rưu cơ xa là bọn mơ nâng nâng ạch bọt đại khu ban an ở bốn bốn mình nhìn bà đoàn tiết tới nâng. Chẳng bọn bọn mơ là ở video hai bọn bọn ai chạy lại nơi xung đủ khẳng cọng này bà này. Tại lời khu chẳng bắt đầu chỉ cô lời bọn bọn này. Cả lại anh xưa ta why is the princess jewelry burn her skin này. Hai đếc bàn chìa cường ở làng ca bọc sở trái nâng khuất. Thưa ở liệt bài bọc quạt. Mình chắc bà tam dân án và hai chìa cả lại này mau bì it was so hot này. Mình nên đời xa thì vì nâng cái đau khẳng về. Chẳng ấy nâng. Thầm mới biết cứ khi xưa ta why why was she lying in her bath do you think? Ta hãy đến ban chỉ quan ứng để nâng nông an tự bảo quản. Giờ chẳng hai đây mà dân ai đăng ấy. Chẳng because it is a hot day để sao vì cứ chỉ ngày đọc đài. Ta how did she lost in the shirt? Hai đây ban chỉ quan vùng quê nâng nông việc sạch. Chẳng nhìn đăng ấy mua ta quan vùng quê nâng nông việc sạch nâng đời được biệt nè. Chẳng những ai chơi lại mobile
sandstorm ឬក៏ by a terrible sandstorm ដែរដោយសារតែ នាង នឹង ជាប់ នៅ ក្នុង ព្យុះ ខ្សាច់ ដ៏ អាក្រក់ មួយ យ៉ា តោះ មួយ ទៀត ណា គេ សួរ what are the three favorite តា ចំណង ចំណូល ចិត្ត 3 របស់ គាត់ នឹង គឺ អី អញ្ចឹង បងប្អូន បងប្អូន អាច ដឹង ឯង ចំណង ចំណូល ចិត្ត 3 របស់ គាត់ នឹង គឺ អី បើ តាម ទី 1 គឺ ចំណង ចំណូល ចិត្ត របស់ គាត់ គឺ Yeah, dân ai chlai, nhưng ai chlai cứ stay in dì vọt thì mỗi cứ nhưng cái thằng con nó phải chỉ chú chặt watch Indian watch Indian phim ấy quạt chú chặt mở sạp dùn phim dùn ảnh đĩa hay thì bí cứ quạt nó favorite bà quạt cứ quạt chú chặt chi xe nè chẳng princess was traveling on her favorite horse thấy nhớ nữa hay chúng nó chúng nó chặt tì bay nấy nhưng cực hà phải chỉ quạt này kia lại chúng nó chúng nó chặt tì bay nấy bồn bồn lại nấy cứ phải chỉ quạt nó chỗ chặt phnom hẹn malaya này they want to go to in the hẹn malaya that was my favorite holiday chẳng bên đây quạt chúng nó chặt tì bay cứ quạt chỗ chặt đào lên phnom hẹn malaya Tao mùi tiết kia ta why did Monica and Mai like film so much do you think? Chẳng tụng mùa là hai đấy mang chì Monica hay Mai nó có chơi chất xài phim dồn nâng khẳng. Chẳng lại nếp because the film was very good. Để xác xài phim dồn mùa là oi chẳng thần á. Chẳng nếp cần là chìa cùng đất khắc lạc đầy khu chlòi mẹ bồn bồn đấy. Bồn bồn ai thua ca chlòi đạn được thương sĩ phô quạt ra bọc bồn bồn được ọc đi màu nế. Chẳng bồn bồn ai ឆ្លើយ បាន ល្អ មក អញ្ចឹង គឺ នៅ ក្នុង ពេល នេះ គឺ លោក គ្រូ បង្ហាញ តែ ត្រឹម តាក់ទង ជាមួយ នឹង ការ អាន អត្ថបទ នឹង សិន ទេ ណា ហើយ អញ្ចឹង បងប្អូន អាច អាន ហើយ បក ប្រែ អញ្ចឹង នៅ វីដេអូ ក្រោយ គ្រូ អាច នឹង ដក ស្រង់ នៅ ចំណុច ក្រោម នឹង មក បង្ហាញ ជូន បងប្អូន នរ គ្នា បន្ត ទៀត ហើយ បងប្អូន នរ គ្នា បើសិន ជា មាន ចម្ងល់ បងប្អូន អាច comment សួរ គ្រូ បាន ណា បងប្អូន អាច comment សួរ នៅ ក្នុង Facebook របស់ លោក គ្រូ ទៅ អញ្ចឹងសូមអរគុណសម្រាប់ការចូលរួមនៅក្នុងការសិក្សាភាសាអង់គ្លេសជាមួយនឹងខ្ញុំបាទ